CVO Roadline Limited 2022. Đây. Nhìn vô chiếc CVO là thấy có mùa xuân rồi đúng không? Đó, mọi người nhìn nha. CVO Roadline Limited màu vàng chính hãng đầu tiên. Nhìn rất là hoành tráng nha. Cái màu của nó nhìn gọi là tê tái tâm can luôn, không thể che vào đâu được luôn. Đó, nó có camay nè. Ánh lên rất là đẹp. Phối đen xám. Đó. Thì CVO các mẫu của năm nay á, thì nó nhìn có vẻ là nó sáng, nó bóng hơn bởi vì được pha trộn rất là nhiều chi tiết chrome. Và chiếc CVO Roadline Limited này thì nó khác biệt so với lại CVO Roadline ở những cái điểm đó chính là nó có cái low fairing. Nó có nguyên một cái bộ yên cực kỳ bự. Và nó có sẵn một cái thùng top full loa, ghế tựa đó CVO, và thùng dung tích rất là lớn, đèn thùng rồi cản ba ga này nó rất là đã. Nhìn cái xe là mê ly luôn. Bô hai thùng, thùng phía sau nguyên ba cái thùng này, khi mà đi xa mình để là không biết bao nhiêu đồ để mà nói. Kính gió của CVO cũng là kính lớn, gia tăng cái sự che chắn và giảm gió tạt vào người hơn là những cái mẫu touring kia. Đây, cái vè màu sơn làm chịu không nổi luôn á. À, đen nè, pha xám nè, có chút xíu cam. Tất cả những màu sơn này đều được làm thủ công, đều được sơn thủ công từ nhà máy. Và CVO là cái xe nhập nguyên chiếc từ Mỹ. À, ánh đèn ở đây nó hơi chớp chớp cho nên là mình nhìn nó hơi khó chịu, mọi người thông cảm nè. Đây, mình soi xuống cái dàn phuộc với là cái bánh xe của CVO. Tất cả những chiếc CVO về thì đều đã có chủ nhân và chuẩn bị bàn giao Custom Vehicle Operation. Cái viền của cái bánh xe này là được mạ chrome luôn, chứ không có phải là nhôm cắt, chứ không phải là cái nước nhôm cắt CNC nữa, cho nên là sẽ không có tình trạng ố. Đây, lên dàn cùm ghi đông, và kính full chrome. Rất là đẹp. Thì cái chrome này nè, nó có một cái nhược điểm là nó dễ để lại cái mồ hôi, cái dấu vân tay. Thì mình lau thường xuyên thì nó sẽ đẹp. Cái này sáng vô chưa có lau nè. Đó, bịch xăng CVO. Đã nhất là cái yên nha. Đã nhất là cái phần yên. Yên trước rồi có tựa cho người ngồi trước, yên sau rất là dày. Đó, có tựa nguyên một cái sofa cho người ngồi phía sau. Loa, thùng, gác chân Kahuna đi zin theo xe. Nguyên một bộ gác chân. Cần số này nọ là Kahuna Collection hết. Và tiếng cũng có giới thiệu nhiều cái nước sơn trên cái phần máy này là sơn gốm, cho nên là nó sẽ chống bám dơ. Không có bị ố khi mà mình sử dụng mà bị dính bùn đất. Và trên những cái chỗ mà nó dễ chày của CVO thì cũng đã có sẵn những cái phim bảo vệ chống chày, những cái bộ phận mà tiếp xúc nhiều dễ chày. Và đi kèm với CVO thì mọi người biết là nó sẽ có những cái phụ kiện kèm theo, ví dụ như là túi trong thùng, rồi Sena để gắn lên điện thoại. Sena động cơ 117 Streaming Eagle, động cơ Milwaukee 117 Streaming Eagle. Cái chi tiết rất là đã ha, cực kỳ đẹp. CVO thì chủ nhật tuần này là buổi bàn giao chiếc CVO này đến với vị khách hàng đặc biệt. Đây cũng là chiếc CVO Roadline Limited đầu tiên được bàn giao tại Harley Davidson X Sài Gòn.
Mọi người cùng nhắm ngắm nhìn giá bán của mẫu CVO này thì khi mà ra tên lăn bánh luôn nó rơi vào khoảng gần 2 tỷ 700 triệu. Giá mà chưa có thuế, chưa có ra biển là nó khoảng 2 tỷ rưỡi. Còn khi mà ra tên hết luôn là nó khoảng 2 tỷ 7. Nhìn vô các chi tiết chỉ biết ngắm nhìn thôi, không có bình phẩm một cái gì được hết. Quá đẹp, quá đẹp. Đang tiến đang quay bằng điện thoại thường nha. Đó, camera thường của điện thoại mình nhìn nó mê ly thế này. Cái này nếu mà có máy quay cinematic nữa là phê luôn. Có một cái đèn logo ở dưới này. Đây là cái nút điều khiển âm lượng và điều khiển chế độ cho người ngồi sau trên cái phần loa phía sau. Nếu mà chủ nhân thích thì cũng có thể custom thêm hai cái loa ở đây nữa thì nó sẽ thành 6 loa. Đó. Tất cả loa đều là Rockford Fosgate đỉnh nhất của Harley-Davidson hiện tại. Quá đã. Ok.